Con người thì đã uống rượu trong suốt nhiều thiên niên kỷ qua. Các nhà nghiên cứu tin rằng rượu có thể là nguyên nhân chính dẫn đến sự chuyển dịch từ săn bắn hái lượm sang nông nghiệp. Cho dù là nó được sử dụng như chất bôi trơn trong xã hội, thuốc chữa bệnh hay là tiền tệ chính trị, rượu đã và đang tiếp tục là một trong những loại thực phẩm quan trọng nhất mà được nhân loại tiêu thụ. Hôm nay thì hãy cùng ta tìm hiểu 7 loại rượu cổ đại hàng đầu. Trung Quốc khai quật được bình rượu lâu đời nhất. Một bình rượu đồng được khai quật tại ngôi mộ của một quý tộc thuộc triều Tây Chu từ năm 1046 đến 771 trước Công nguyên ở núi Shingosan, thành phố Baoji. Giám đốc Viện Khảo cổ học Baoji là Liu Zhen, người phụ trách dự án, cho rằng chất lỏng này có thể là rượu lâu đời nhất đã từng được phát hiện ở Trung Quốc. Người ta có thể nghe thấy tiếng chất lỏng ở bên trong khi mà lắc chiếc bình. Tuy nhiên do nắp bình khá là cứng nên không có dụng cụ để mở chiếc bình ngay tại điểm khai quật. Do đó chất lỏng ở bên trong thì vẫn còn là một điều bí ẩn nhất. Chiếc bình này là một trong số 6 chiếc được tìm thấy ở trong ngôi mộ. Vào thời nhà Thương năm 1600 đến 1046 trước Công nguyên, rượu là biểu tượng của sự đồi trụy vì giới quan lại nhà Thương thường chè chén vô độ. Đến nơi nhà Chu, người ta tạo ra những thiết bị cấm đặt lên trên bàn để nhắc nhở phải uống rượu chừng mực. Người Ai Cập cổ đại uống bia nhiều hơn chúng ta ngày nay. Bia là một trong những đồ uống lâu đời nhất mà loài người đã tạo ra, có niên đại ít nhất là từ thiên niên kỷ thứ 5 trước Công nguyên và được ghi chép lại trong thư tịch cổ của Ai Cập cổ đại và Lưỡng Hà. Cũng giống như nhiều loại đồ uống lên men khác, bia cũng được con người tìm ra độc lập ở nhiều nền văn hóa, văn minh khác nhau. Không chỉ là ở Ai Cập, các ghi chép khác về loại đồ uống này cũng được cho tìm thấy ở Iran vài nghìn năm về trước. Trong những hiện vật khảo cổ được nhà khoa học tìm thấy, đã có những dấu tích về hũ, chai đựng một loại thức uống mà theo những xét nghiệm cho thấy nó tương đồng với bia ngày nay. Những trạm khác trên bức phù điêu cũng có hình ảnh người dân Ai Cập nấu bia thủ công và sử dụng bia trong mọi mối quan hệ xã hội khác nhau. Còn tại Lưỡng Hà, chứng cứ lâu đời nhất về bia được cho bức vẽ 6.000 năm tuổi của người Sumeria, miêu tả những người đang uống một thứ đồ uống bằng các cần hút bằng sấy. Bia thì cũng được đề cập tới trong thiên sử thi Gilgamesh với lòng tôn kính đến nữ thần bảo hộ cho bia, Ninkasi. Công thức bia cổ nhất còn sót lại miêu tả việc sản xuất bia từ lúa mạch thông qua bánh mì. Đối với Ai Cập và Lưỡng Hà, bia không chỉ là một thứ đồ uống phổ biến mà nó còn trở thành một giá trị được người dân ở đây tôn thờ. Trong thời kỳ Ai Cập cổ đại, bia là một phần thường xuyên cuộc sống hàng ngày của mọi người dân, từ những người địa vị cao xã hội đến tầng lớp nô lệ. Bia được chính là đồng tiền, là quyền lực và sự gắn kết xã hội. Nó kết nối với người dân Ai Cập đến các vị thần và nhà nước. Theo các nghiên cứu của nhà khảo cổ học thuộc bảo tàng Metropolitan ở Pháp, bia được coi là thực phẩm hàng ngày. Trong một bữa ăn tiêu chuẩn của người Ai Cập, không thể nào thiếu bánh mì và bia, bên cạnh hành tây và một số loại cá khô. Đây là chế độ ăn uống của những người dân thường dọc theo sông Nin vào thời điểm đó. Bia thì có đến 8 loại khác nhau ở Ai Cập, phần lớn được làm từ lúa mạch, một số từ lúa mì và nhiều người đã pha thêm hương vị gừng hoặc mật ong. Loại bia hảo hạng nhất thì có một màu đỏ như máu của con người. Người Ai Cập phân biệt giữa loại bia khác nhau bởi độ cồn và hương vị chủ đạo. Trong lễ tế thần linh, những nữ tu sĩ và thiếu nữ trong ngôi đền Hathor sẽ mở tiệc chiêu đãi tín đồ. Khi rượu đã qua, bia sẽ được phục vụ. Trong hầm mộ thì bia cũng được để ở quan tài cùng người đã khuất với ý nghĩa là không để cho họ khát trên chuyến hành trình dài trở về thế giới bên kia. Nếu mà so về số lượng tiêu thụ bia thời đại này, các nghiên cứu cho rằng có thể là những người Ai Cập đã sử dụng bia còn nhiều hơn chúng ta ngày nay nữa. Năm, rượu châu Âu lâu đời nhất. Vào năm 2013, các nhà khảo cổ đã khai quật được một loại rượu cổ nhất được biết đến châu Âu và khai quật ở Hy Lạp. Cạn rượu 6.200 năm tuổi được phát hiện ở đồ gốm cổ từ khu định cư thời tiền sử Dikilitat. Phân tích đồ gốm cho thấy dấu vết của axit tartaric, một sản phẩm phụ quá trình lên men. Người ta biết rất ít về cư dân của Dikilitat. Các nhà nghiên cứu hiện không biết vai trò của rượu quan trọng như thế nào trong việc hình thành xã hội tiền sử này. 4. Tìm thấy lịch sử ra đời của rượu vang. Lịch sử ngành sản xuất rượu nhân loại ra đời sớm tới hơn hàng trăm năm so với những gì được công bố. Mới đây, nhà khảo cổ học Georgia đã phát hiện thấy những loại đồ gốm bằng đất sét nung được dùng để chứa rượu niên đại 6.000 đến 5.800 năm trước Công nguyên. Trước đây, những thùng rượu lâu đời nhất được phát hiện ở dãy núi Zagros, Iran, mới chỉ ở niên đại chừng 7.000 năm.
Trong nghiên cứu mới nói trên, các nhà khảo cổ khai quật di tích ngôi làng thuộc thời kỳ đồ đá mới ở phía nam Tbilisi, khu vực sâu Caucasus, và đã tìm thấy tàn tích của những ngôi nhà bùn gạch, trang thiết bị nông nghiệp, dụng cụ như là chậu, bình. Sau khi nghiên cứu kỹ mảnh gốm, các nhà khoa học phát hiện thấy vết tích hóa chất rượu vàng. 8 trong tổng số 3 mảnh vỡ có chứa axit tartaric, một hóa chất khá thịnh hành có trong nho. 3 loại axit khác có liên quan đến rượu cũng có mặt, và phần hoa nhỏ được tìm thấy ở những lớp sâu hơn của vỏ bình gốm. Ba, đồ uống có cồn trên mảnh gốm cổ ở Teotihuacan. Các nhà khảo cổ tìm thấy bằng chứng về đồ uống có cồn màu trắng đục ở trên mảnh gốm cổ ở Teotihuacan. Các nhà nghiên cứu tin rằng thức uống này cung cấp các vitamin và khoáng chất cần thiết cho cư dân của một trong khu định cư lớn nhất thời tiền sử. Tình trạng thiếu lương thực thường xuyên xảy ra thành phố cổ của Mexico. Các bức tranh tường ở Teotihuacan cho thấy cư dân uống rượu pulque, một loại rượu trắng đục có nguồn gốc từ nhựa cây thừa. Tequila cũng được làm từ cây thừa, nhưng không giống như pulque. Bao gồm 8 dặm vuông và 100.000 cư dân, Teotihuacan là thành phố lớn nhất thời tiền Colombo Mỹ. Ngô là cây trồng chủ yếu ở đây. Tuy nhiên là nguồn nước ngầm hạn chế và lượng mưa thấp khiến việc trồng trọt rất là khó khăn. Hơn nữa thì ngô ít chất dinh dưỡng quan trọng. Cây thừa chịu được hạn và lạnh tốt hơn ngô. Pulque cũng thể cung cấp dinh dưỡng quan trọng cư dân của Teotihuacan như là sắt, canxi, vitamin B và vi khuẩn probiotic. Hai, bia từ 3.500 năm trước công nguyên. Vào năm 1992, các nhà khảo cổ khai quật thung điểm Golden Tap của người Sumer trên dãy núi Zagros đã phát hiện ra bia từ 3.500 năm trước công nguyên. Sự hiện diện Casi Ocelot cho thấy họ đang nấu bia lúa mạch. Họ đã tìm thấy hạt này trong bình gần đó. Sự phong phú các lọ lưu trữ cho thấy Golden Tap từng là một thành phố thương mại thịnh vượng. Người Sumer là một trong người đầu tiên trái đất phát triển một xã hội phức tạp, biết chữ, thương mại và nông nghiệp thủy lợi. Bia theo thức uống yêu thích của họ. Người Sumer thường có cuộc tụ họp quanh những bát bia lớn được uống qua ống hút dài. Và vị trí đầu tiên video ngày hôm nay thì đó chính là người Scandinavia. Các nhà khảo cổ gần đây đã khai quật được một phụ nữ Scandinavia 3.500 tuổi, trên tay cầm một chiếc dây lọc rượu bằng đồng. Phân tích hóa học cho thấy loại chất cồn cổ được làm từ lúa mạch, mật ong, nam việt quất, thảo mộc và rượu nhập khẩu từ miền Nam. Các nghiên cứu trước đây về các bình uống nước Scandinavia cổ đại cho thấy là họ uống rượu cỏ pha với mật ong. Tuy nhiên các nhà nghiên cứu vẫn chưa thực sự hiểu được các thành phần ở đây là gì cho đến gần đây. Phát hiện này thúc đẩy nhà nghiên cứu phân tích những phát hiện cũ của Scandinavia bằng công nghệ mới nhất. Họ phát hiện ra bằng chứng lâu đời nhất về rượu trong một cái lọ tại ngôi mộ của một chiến binh. Vào những năm 1920, một nữ tu sĩ cổ đại được mệnh danh là cô gái quyến rũ đã được phát hiện với một lọ rượu dưới chân. Bộ dụng cụ đựng rượu được nhập khẩu từ Nam Âu, hầu như chỉ được tìm thấy trong các ngôi mộ phụ nữ. Các nhà nghiên cứu tin rằng điều này chỉ là rằng phụ nữ Bắc Âu chịu trách nhiệm sản xuất bia. Bạn đã từng uống rượu hay chưa? Và bạn còn thắc mắc là rượu cổ đại thì có ngon hơn rượu ngày nay hay không? Hãy cho mọi người cùng biết trong phần bình luận nhé. Còn về video này thì đến đây lại hết mất rồi. Đừng quên like và share nếu bạn thích. Và subscribe Taka ngay lập tức.